Suzuki chính thức triển khai chương trình đặc biệt ưu đãi lên tới 40 triệu đồng dành riêng cho dòng xe Ertiga nhân dịp kỷ niệm 25 năm tại Việt Nam. Áp dụng duy nhất trong tháng 7, cụ thể như sau, khách hàng mua xe Suzuki Ertiga sẽ nhận được gói hỗ trợ bao gồm 50% phí trước bạ, toàn bộ phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất trong vòng 1 năm tương đương với khoảng 40 triệu đồng. Chương trình ưu đãi này diễn ra từ nay đến hết 31 tháng 7 nhằm tạo cho khách hàng cơ hội tốt nhất để sở hữu mẫu MPV 7 chỗ với nhiều tính năng hiện đại, công nghệ an toàn. Đây cũng là một phần trong chiến dịch kỷ niệm 25 năm thành lập Suzuki Việt Nam. Hiện tại thì mẫu Ertiga Sport được nhập khẩu từ Indonesia là dòng xe đạt chứng chỉ an toàn ASEAN NCAP 4 sao. Suzuki Ertiga Sport được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn bao gồm hệ thống cân bằng điện tử ESP, hệ thống khởi hành ngang dốc HHC, hệ thống kết nối ghế trẻ em an toàn, hệ thống chống bơ cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD, camera phía sau, cảm biến lùi, hệ thống túi khí. Bên cạnh đó, Ertiga Sport sử dụng thân xe có cấu tạo hấp thụ lực tác động giúp giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ trong trường hợp xảy ra va chạm. Và chúng tôi cũng xin gửi đến quý vị và các bạn chương trình cũng như là chính sách bán hàng của Suzuki. Đầu tiên đó chính là chiếc Suzuki Ertiga GL có cái giá limit là 499 triệu đồng. Hiện tại đang hỗ trợ 40 triệu đồng bao gồm 50% phí trước bạ cũng như là bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm dân sự. Giá sau hỗ trợ là 459 triệu đồng. Bản thứ hai đó chính là chiếc Suzuki Ertiga Limited có giá limit là 555 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng bao gồm 50% phí trước bạ cộng thêm bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm dân sự. Giá sau hỗ trợ là 515 triệu đồng. Bản số 3 đó chính là bản Ertiga Sport có cái giá niêm yết là 559 triệu đồng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng bao gồm 50% thuế trước bạ và tiền bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm dân sự, giá sau hỗ trợ là 519 triệu đồng. Trên đây thì chúng tôi xin tổng hợp lại chiếc Ertiga được Suzuki Việt Nam sẽ hỗ trợ trong tháng 7. Cảm ơn các bạn đã quan tâm kênh Vua Xe.